TVA56 xin mến chào bà con cô bác đến với diễn đàn livestream của TVA56 nha. Tại TVA56 thì bắt đầu 5 phút trước để mà cho quý anh chị em, bà con cô bác có thể là chào hỏi, thăm hỏi nhau. Thì 5 phút thì quý anh chị em có thể là chào hỏi với nhau nha. Chào bạn Phạm Thanh Long đến với diễn đàn nha. Dạ, TV xin bắt đầu chương trình nha. Thì trước hết thì đề tài của TV256 muốn chia sẻ với quý anh chị em đề tài về tự do và dân chủ qua những cái kinh nghiệm mà TV256 đã và đang sống ở nước Mỹ này. Thì trước khi vào cái đề tài này thì TV muốn chia sẻ với quý anh chị em về cái cuộc sống mà vào những mà phút mà ban đầu mà TV256 đến Mỹ. Thì TV muốn tóm tắt sơ lược đó là TV đến nước Mỹ vào năm 1978 vào tháng 5. Thì sự thật thì lần đầu tiên thì mình đến nước Mỹ thì mình thấy rất là nhiều cái việc mà ngạc nhiên. Và chào bạn Nguyễn Thi đến với diễn đàn. Nó nhiều điều nó ngạc nhiên lắm. Có lẽ khi mà mình đặt bước đến nước Mỹ đó thì TV đáp xuống phi trường gọi là San Francisco. Thì San Francisco thì lần đầu tiên thì mình thấy nó có nhiều điểm là lạ. Đại khái như là mình thấy ở những nơi công cộng có những cái vòi nước. Những vòi nước rồi tự mình đặt chân rồi mình đưa miệng lên mình uống thôi. Nó không có ly, không có cốc gì hết. Và sự thật thì TV có một người bạn họ đón mình. Thì đại khái thì mình thấy đó là những cái điểm mà rất là văn minh của nước Mỹ. Nó lo cho người dân, người là khát nước ấy. Mà mình thấy nó đặt những cái trụ nước mà ở công cộng thì mình cũng rất là lạ. Rồi đi mà trên mà xe đó, đi trên xe hơi đó có người bạn chở thì nói ngay nó có những cái lên đó, những cái đường đó mà nó gắn những cái cục, nó gắn những cái cục mà đại khái nó màu sắc, nhưng mà cái cục đó nó hay làm mình giật mình lắm. Tại vì đó khi mà nước Mỹ nó chế ra những cái đó để làm cho khi mà người ta bị say rượu đó, khi bị say rượu đó mà người ta lấn cái lên một cái là nó nghe cái rẹt một cái là nó sẽ làm mình tỉnh ngủ đó. Mình bị buồn ngủ quá đó
Thành ra khi mà mình xe mình lấn cái lên một cái là mình nghe cái rẹt liền à. Thành ra người bạn mà chở mình đi đó, mình thấy cái rẹt 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 rẹt. Trong lúc đó mình cũng, mình mới mà, thành ra mình thấy cũng hoảng lắm. Đại khái là vậy. Cái đó là ở San Francisco. Dạ, chào bạn Benny Trương nha. Chúc bạn nhiều sức khỏe. Thì phải nói rằng là khi mà TV từ San Francisco rồi TV mới đến cái tiểu bang mà TV cư ngụ, thì phải qua một cái chuyến gọi là hành trình gọi là gian khổ nữa. Thì mà phải nói người Mỹ họ họ rất là nồng ấm rồi là tiếp đón mình. Họ đưa ra những cái bản mà gọi là welcome mình, mình cảm thấy mình rất là sung sướng, rất là hân hạnh được những người Mỹ mà họ bảo trợ mình như vậy. Mà đa số là những người Mỹ đó họ họ làm việc ở trong nhà thờ đó, rồi họ bảo vệ bảo trợ cho gia đình của TV 256. Thì TV 256 với bà xã thôi, hai người. Thì ở bên tiểu bang đó thì có ông anh nữa. Ông anh thì nói trên đây thì ổng ở đó trước rồi. Thì mới vừa qua đó là ổng thảy cho TV cái cuốn gọi là dạy lái xe, trai và lái xe. Dạy cái cuốn sách mà lái xe bằng tiếng Mỹ. Rồi ảnh nói cuối tuần này là đi thi đó, em ráng học đi. Thì sang ngày sau thôi, sang ngày sau thôi là có những người trong nhà thờ đó họ dẫn mình đi làm liền, họ dẫn bà xã TV đi làm liền và cá nhân TV cũng đi làm liền sang ngày mai thôi. Có thể là sau hôm sau nữa TV mới tự đạp xe đạp đi làm, nhưng mà bà vẫn đi lệ để mà ký tên hay này nọ để mà thành một cái công nhân của một cái hãng gọi là Avis. Thì cái hãng đó nó làm cái bơm xe thôi, bơm xe hơi thôi, để mà khi mình nhấn gas thì mình cái xe nó chạy, thì mình làm nhiều cái loại bơm lắm. Thì TV là làm công nhân ở trong một cái hãng. Sang ngày hôm sau thôi, sang ngày hôm sau là TV phải làm việc, và bà xã đi làm ngày hôm sau liền thôi, hai vợ chồng làm. Thì trong thì họ mướn cho căn nhà mình đó, mình phải trả đó là $90 một tháng mà 4 phòng ngủ nè. Nó rộng lắm, nó rộng lắm rồi, nó có basement rồi, nó mình thấy nhiều phòng mình không có dùng, hai chồng mình dùng có một phòng đấy, đại khái vậy. Thì mình sống một cái đời sống mà mình cũng để ý chứ, mình chưa thấy một cái anh cảnh sát, mình cũng chưa thấy một cái nhân viên nhà nước nào mà dòm ngó đến mình hết. Không bao giờ thấy họ mà gõ cửa nhà mình hết. Đó là cái đời sống mà có vẻ là nó rất là tự do ở bên Mỹ. Thường thường nó chỉ có cái người hàng xóm á, thì mình qua mình làm quen với anh cái hàng xóm. Bên hàng xóm thì cũng có một cặp vợ chồng. Thì mình qua rồi sáng này mình làm quen rồi mình mời qua ăn bánh cuốn, ăn cơm với thịt kho rồi này nọ. Người bạn thằng đó Randy, thằng đó thân tình đó, tới giờ này vẫn còn thân tình với nó. Nó nhắc hoài thôi, nó nhắc hoài. Nó rất ghiền cái món mà gỏi gà đó, cái gỏi gà nước mắm đó mà nó mê. Nó học cái recipe đó, là cái công thức để mà làm gỏi gà. Người Mỹ không biết tại sao mà cái thằng Mỹ nó lại mê cái gỏi gà kinh khủng. Rồi
Nói cho ngay đó là trong vòng một tháng thôi. Trong vòng một tháng là chưa tới một tháng là TV và bà xã của TV là đã có thể là tiết kiệm được cỡ khoảng là 600 700 đồng, 700 800 đồng. Mình nghĩ là tại vì cái xe đó mình mua đó có 550 à, mình mua một cái chiếc xe hơi Pontiac có 550 đô la mà còn mới thấy cáo chỉ, cái đời là 1969. 1969 thì năm 78 mình đến thì xe nó có 9 năm thôi. 9 năm thì mình thấy rất là quá đã rồi. Tại vì thì mình đang trong một cái thế giới mà nó nghèo khủng khiếp. Mình ở trong nước Việt Nam lúc đó mình nghèo, mình đói, rồi là mình phải ăn bo bo, mình phải ăn rồi là những thứ mà không có nên ăn mà mình cũng ăn hết á. Thì đại khái là vậy, trong cái cuộc sống mà nó quá đói khổ đi, mà chỉ trong vòng có chưa tới một tháng là mình có một chiếc xe hơi rồi. Và khi mình nghiệm lại đó, thì mình thấy đồ Mỹ đó, mình đi vào cái mắt kịch Mỹ đó, mình mua toàn là những cái đồ nào mà nó bỏ không à, mà nó bỏ lại là mình thích, giống như là gan gà hoặc là nhiều cái đồ mà nó bỏ đó, nó rẻ tiền lắm, nhiều khi nó nói là nó cho chó ăn nữa, nhưng mà mấy cái đồ đó đồ lòng nhưng mình lại thích, bà xã mình lại làm rất là ngon. Hoặc là mình ăn chỉ cơm trắng với là thịt kho thôi, thời đó là có nước mắm rồi, thời đó là TV là 78 là cũng bắt đầu nhưng mà có nước mắm rồi, người ta biết mình Việt Nam đó, người ta đã có mua một chai nước mắm sẵn cho mình dùng rồi. Rồi sau này mình cần dùng đó thì mình đi chỗ thành phố thì mình mua thôi. Thì đại khái cuộc sống đó là, thì hôm nay thì nó cũng liên quan đến cái chủ đề mà mình muốn nói, đó là tự do và dân chủ. Thì mình qua được nước Mỹ á, thì mình học cái kinh nghiệm được cái bản hiến pháp của nước Mỹ. Cái bản hiến pháp của nước Mỹ đó coi như là một cái contract đó, một cái khế ước, một cái gọi là hợp đồng. Nó dùng chữ hợp đồng thì có vẻ là đúng hơn, là hợp đồng của người dân đối với nhà nước, hợp đồng của người dân đối với nhà nước, mà cái nhà nước đó được chia ra thành thành ba phần là lập pháp, hành pháp và tư pháp đó, cho nhà nước đó. Thì mình hiểu được cái hợp đồng đó đó là do người dân trả tiền ra để mà nuôi cái bộ máy cầm quyền, nuôi gọi là ba cái thành phần trong đó là lập pháp, tư pháp và hành pháp. Dạ chào bạn Phong Trần nha. Dạ chào bạn Isamu Takechi. Không biết nói đúng không tiếng Nhật. Tiếng Nhật thì mình không có rành nữa. Thì mình coi đó là một cái khế ước mà người dân đó là người đóng góp tiền thuế để mà nuôi cái bộ máy như vậy. Thì nó có cái sự mà tương quan giữa người chủ và người tớ. Thì mình khi mà mình qua nước Mỹ đó, mình thấy được cái sự kiện như vậy, mình thấy rõ như vậy, nó ngạc nhiên lắm. Tại vì mình thấy mình đích thực là một người chủ nhân của cái đất nước này. Dạ chào bạn Nguyễn anh Tuấn nha. Mình ngạc nhiên là ngay cái chỗ đó.
Có thể từ thời mà Việt Nam Cộng Hòa mình cũng sống đại khái nó cũng giống giống như vậy. Nhưng mà lúc đó mình còn trẻ quá, mình không có để ý đến. Nhưng mà khi nào qua bên Mỹ này đó mình mới để ý đến, thì mình thấy khi mà đến nước Mỹ đó mình thật sự là một người chủ nhân của nước Mỹ. Chủ nhân thật sự đó. Và khi nào mình đi đến bất cứ cái nơi công quyền nào, mình cũng được đón tiếp rồi là rất là niềm nở. Lúc nào họ cũng nở môi nụ cười với mình. Và họ nói good morning sir, đại khái là vậy. Chào ông, chào bà, ông bà có cần gì không? Những người mà đi đến bất cứ nơi công quyền nào, chứ không có vụ mà giống như Việt Nam gác chân lên bàn rồi nạt nộ người dân. Cái trường hợp đó không bao giờ mình thấy xảy ra nước Mỹ, tại vì mình là chủ nhân thật sự của nước Mỹ, mình trả tiền cho họ. Tại sao nó có cái sự việc như vậy? Thì khi mà mình sống lâu rồi đó, mình thấy nó là rất là đơn giản, chứ không, cái người mà làm công cho mình đó, cái người làm công bạc của mình đó, họ phải hành xử như vậy thôi. Họ không có sự lựa chọn. Họ hoàn toàn không có sự lựa chọn. Tại vì họ muốn họ êm ả với cái chức vụ như vậy, thì họ phải phục vụ xứng đáng cho người dân, thì người dân mới giữ họ ở lại cái chức vụ như vậy. Và cái chức vụ đó họ có thể nuôi sống được cái gia đình của họ và cho bản thân của họ. Họ bắt buộc thôi. Họ bắt buộc phải đối xử tốt với mình thôi. Mình hiểu ra là như vậy. Tại vì nếu mà họ đối xử mà tệ hại với người dân đó, người dân có đầy đủ phương tiện để mà đuổi họ. Đầy đủ phương tiện để mà đuổi họ, mà đuổi một cách rất là dễ dàng. Nếu mà những cái hành xử của họ mà vô lễ với người dân, mà hống hách với người dân, thì người dân bằng cách nhiều cách lắm. Người dân gọi cho báo chí nè, người dân gọi cho truyền hình nè, để mà bắt được những cái mà tại trận, những cái hành xử mà không có đẹp với người dân. Và người dân có thể gọi cho dân biểu của mình. Người dân đến văn phòng dân biểu trình bày lần đầu, tôi bị ức hiếp như vậy, tôi bị đối xử như vậy, tôi bị đối xử bất công như vậy, thì người dân biểu lo cho mình. Họ lo rất là đẹp. Nhất là báo chí không? Báo chí là họ làm đẹp lắm. Mà báo chí mà khi mà đưa lên báo rồi đó, là cái cơ quan công quyền đó là bị question rồi đó, là bị những cái người đó là sẽ bị đuổi hết đó. Họ mất việc làm hết đó. Thành ra họ bắt buộc họ phải lo cho người dân, chứ không phải là tự nhiên họ tốt đẹp đâu. Nhưng mà trong một cái chế độ đó, họ bị phải hành xử như vậy thôi. Tại vì người dân nó có power nhiều quá, người dân nó có quá nhiều quyền lực. Mà cái quyền lực đó là, người ta nói là quyền lực thứ tư đó, là quyền lực báo chí là cũng mạnh lắm. Tuy là báo chí không có nhà tù, nhưng mà báo chí đưa lên những cái điểm sai trái, và cái người mà dân biểu đó giúp cho mình, dân biểu nghị sĩ họ giúp cho mình. Thành ra mình trở thành một cái chủ nhân ông thật sự của đất nước Mỹ. Bữa nay mà vẫn còn đốt pháo quá trời. Hết là July 4 rồi mà, July 11 rồi mà cũng đốt quá trời. Thì hôm nay thì trước hết mình nói cái khế ước rồi, thì bây giờ mình bước qua cái vấn đề mà cái tự do. Chào Hoàng Kim Sơn nha. Tự do thì mình nói về cái tất cả những cái quyền tự do, thì trước khi nói vấn đề này thì nói là khi mình nói đến tự do đó, nó không có nghĩa rằng là mình tự do muốn làm cái gì thì làm. Nó không phải như vậy đâu nha.
thường thường đó là mình tự do, là mình có quyền bất cứ mình làm cái gì mình làm, nhưng mà mình đừng có đụng chạm đến cái quyền tự do của người khác. Bên Mỹ nó khó chỗ đó, đó. Mình tự do mình làm cái gì cũng được hết đó, nhưng mà đừng có đụng đến quyền tự do của người khác. Thí dụ bây giờ hàng xóm mình nè, hàng xóm mình cần cái sự yên tĩnh nghỉ ngơi, mà mình được quyền mình tự do mình dẫn nhạc lớn đúng không, nhạc lớn quá thì nó đụng chạm đến cái quyền tự do của người khác. Người ta có cái quyền tự do là muốn được ăn yên tĩnh, đúng không? Mình đụng chạm quyền yên tĩnh của người ta là người ta đâu có chịu, người ta gọi cho cảnh sát liền, và cảnh sát kêu mình phải dặn nhỏ liền, hoặc là cảnh sát phải ghi giấy phạt luôn, không cần phải 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 khuyến cáo mình đâu, ghi giấy phạt liền thôi, tại vì mình đã làm phiền hàng xóm như vậy. Đó là nói về cái tự do. Thì nó đó gồm tất cả những cái quyền tự do mà căn bản của nước Mỹ. Thì nước Mỹ nó nói là nó có cái tuyên ngôn nhân quyền đó, nó gọi là Bill of Rights, là có. Thì khi mà hiến pháp nó thành lập á thì hoàn toàn không có cái Bill of Rights đâu nha, cái mà nhân quyền hoàn toàn không có. Mà cái hiến pháp nó cứ thay đổi từ từ, mỗi ngày nó cứ thay đổi thêm bớt vậy, thì nó gọi là amendment đó, là nó sửa đổi đó, nó gọi là tu chánh án. Thì bắt đầu nó có tu chánh án thứ nhất. Tu chánh án thứ nhất có là về cái quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do lập hội, đại khái là những quyền rất là cơ bản của con người. Rồi nó mới đến tu chánh án thứ hai. Tu chánh án thứ hai là có quyền mang vũ khí nha, mang vũ khí, quân đội cũng quyền mang vũ khí, mà người dân cũng có quyền mang vũ khí nữa, có quyền có vũ khí đó. Quý anh chị em nào đó, làm cho cái cuộc mà nói chuyện có thể nó linh động đó, kia có thể là đặt câu hỏi cho TV256 nha, rằng nó linh động một tí xíu, mình nói nhiều khi một mình thì nó cũng hơi chán phải không? Rồi, thì nó có 10 cái tu chánh án như vậy. Nó 10 cái tu chánh án như vậy, nó gọi là Bill of Rights, là cái quyền cơ bản của người dân. Thì trong cái 10 tu chánh án đó thì có quyền đem vũ khí ha, rồi có quyền tại ngoại hầu tra ha, rồi có quyền gọi là kêu gọi tòa án là phải xử nhanh nữa. Nó có nhiều điều lắm, đủ thứ hết á, đủ thứ hết á. Nó coi như là cái quyền mà được bồi thẩm đoàn xét xử nữa. Nó có nhiều cái quyền cơ bản, đại khái là vậy, trong cái 10 điều mà bán manh đó. Nó có quyền gọi là không có cho khám xét nha, không có cho khám xét nhà hoặc là cốp xe rồi, nó cũng không cho đâu nha, mà phải có gọi là phải có là trác tòa đó. Quý anh chị em nên nhớ, phải có cái trác tòa mới là khám xét được, chứ không phải là không khám xét đâu nha. TV nhớ là hồi mà TV có cái TV mở cái tiệm computer đó, thì nó có cái cổng sau, còn cửa sau thì buổi tối 2-3 giờ gì đó, nó không biết nó đem xe xe đến, nó chở computer đi hết, nó chở computer mà nó có cái xe cái trăng, nó mở nắp lên nó bự lắm, rồi nó lấy computer nó bỏ trong trăng đó, rồi nó đóng cửa lại, đóng cái trăng lại. Rồi đến lúc cảnh sát đó, tại vì đó mình có alarm, mà nó nghĩ là nó cắt alarm là nó không sao hết, ai ngờ nó cắt alarm thì nó vẫn báo cho cảnh sát như thường.
thì khi nó tự động nó báo cảnh sát đó, thì cảnh sát bao vây lại hết, thì thấy được cái chiếc xe đó mà nó vào lúc mà 2-3 giờ khuya thì nó làm việc, nó làm gì ở đây, và cảnh sát bắt mở cái cốp xe ra, nó không chịu mở. Mà lúc đó có mặt TVA56 đó, TVA56 dòm coi lại thì thấy mình mất một số đồ mình biết, mà nó nhất định nó không mở, cảnh sát không làm gì được. Cái anh cảnh sát đó phải 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 gọi cho những anh cảnh sát khác rồi xin cái trác tòa, xin cái ông quan tòa ông ký, ông ký là ông ra lệnh là bắt buộc phải mở cái nhà cốt này. Thì khi mà trình trình cái giấy của tòa án đó, đưa cho cái anh mà ảnh làm chủ cái chiếc xe mà ảnh ăn trộm đó, ảnh mới chịu mở ra. Mà lúc đó là có trác tòa rồi, là anh đã phải mở thôi, không mở là cảnh sát nó đục chết, nó tự mở cũng được, không sao, nó có trác tòa rồi, là bắt buộc là cái anh đó phải tuân lệnh theo theo cái ông quan tòa. Thì mở ra thì thấy đầy computer của TV256, thì thế là mình lấy lại hết, mình không có mất cái, mình không có mất một cái computer nào hết. Thì đó, nó có cái quyền tự do. Chào bạn Trần Quỳnh nha. Cái quyền tự do đó nó sung sướng lắm, nhất là cái quyền tự do ngôn luận. Cái quyền tự do ngôn luận nó gần như là nó tuyệt đối, nó có quyền cả chửi nữa. Nhưng mà quý anh chị em nên nhớ đó, là nó phân biệt ra tất cả những cái lời chửi tục hoặc là những cái lời nói gọi là thô bỉ đối với một người đó, thì cái người đó phải là người của quần chúng. Cái người quần chúng là đại khái là cái người nổi tiếng, một cái người có thể thể là ca sĩ hoặc là tổng thống hoặc là thượng nghị sĩ hoặc là dân biểu, là người dân có quyền chửi láng đó. Chỉ bằng những ngôn từ tục tiểu gì cũng được hết đó. Kẻ nào cũng không bị tù hết đó, không có ai bắt hết đó. Cái luật pháp Mỹ nó cho phép chửi những cái người mà của quần chúng, tại vì cái người đó nó nổi tiếng rồi, phục vụ quần chúng mà có những cái điểm rất là lợi cho họ. Giống như tổng thống bây giờ ông có lợi quá mà ông có quyền hành đủ thứ hết, vì dân ông làm bậy thì dân chửi. Thấy không? Quý anh chị thấy mà trong cái đoàn diễn hành mà người ta chế ra cái ông mà Donald Trump đó, người ta chế giống cái con vịt đó, rồi nó đạp, người ta đạp đạp vô cái đít của Donald Trump đó, người ta đánh như vậy đó. Nên người dân họ có quyền như vậy. Họ, cái đó là làm xấu hổ Donald Trump. Nó có thể là người dân có thể là phun nước bọt vào trong cái hình của mặt Donald Trump cũng không sao, những cái người quần chúng là phải phải bị như vậy thôi. Còn còn khi mà anh mà chửi những người bạn thân của anh mà họ phải là người quần chúng, cái đó khác á, cái đó anh bị tội đó, cái đó anh bị tội. Người ta thưa anh là người ta bắt anh về những cái nhìn cái tội mà mạ lị đó, tội mã lị, rồi người ta bồi thường danh dự, rồi bồi thường tiền bạc đường cũng nặng lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Đừng có tưởng là tự do như vậy rồi muốn làm gì làm sao cũng được đâu. Nhưng mà tất cả những người cầm quyền là các anh được quyền chửi láng đó, chứ không phải giống như là Nguyễn Phú Trọng rồi cho là không có được đụng tới Hồ Chí Minh, nó là rất là thô bỉ đó. Hồ Chí Minh là cái gì mà người dân không được đụng tới? Hồ Chí Minh là một người của quần chúng. Quần chúng có quyền phán đoán Hồ Chí Minh. Quần chúng có quyền chửi Hồ Chí Minh, chửi thẳng mặt Hồ Chí Minh. Đó. Mình phải hiểu như vậy. Đó là cái quyền tự do ngôn luận. Cái quyền tự do ngôn luận nó quan trọng lắm.
chúng ta thấy những điều mà hành xử nó sai trái ở trong cái bản hiến pháp, cái bản hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam nó sai sai trái hoàn toàn. Tại vì đó, bản hiến pháp đó nó chưa có hoàn tất, và nó không bao giờ nó hoàn tất. Bản hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chưa hoàn tất và không bao giờ hoàn tất. Tại vì tất cả những luật lệ nó đó, về quyền con người đó, nó cứ thành một cái câu là theo quy định của pháp luật. Theo quy định nào? Một bản hiến pháp mà không hoàn toàn gọi là hoàn tất. Bây giờ nó nói điều 25 người dân có quyền biểu tình, nhưng mà thật sự thì làm sao? Nó nói bây giờ chưa có luật biểu tình, thành ra bản hiến pháp nói người dân biểu tình, được quyền biểu tình, nhưng mà bây giờ người dân nó chưa có luật biểu tình, thành ra người dân không có được quyền biểu tình. Đó là những cái điều gọi là sai trái của bản hiến pháp. Mình có thể nói thẳng là bản hiến pháp này đi vào sọt rác rồi. Bản hiến pháp chưa có hoàn tất là thôi, là cái hợp đồng nó chưa có hoàn tất với người dân, thành ra đâu có được. Mà một bản hiến pháp mà đâu phải lệ thuộc vào theo quy định của pháp luật được. Mà cuối bản hiến pháp nó có một điều luật rất là, bản hiến pháp là cái điều, những điều luật trong bản hiến pháp là những điều cơ bản nhất. Những điều cơ bản nhất và căn bản nữa. Mà lại phải đi, mà phải lại vì cái vấn đề mà theo quy định của pháp luật lại thuộc vào cái câu đó nữa. Là cái đó là cái đó là tồi tệ của một cái chế độ độc tài. Một chế độ độc tài nó đẻ ra những cái điều như vậy, nó bắt mình phải theo quy định như vậy. Một cái hiến pháp là cái luật lớn nhất, luật cao nhất, gọi là luật mẹ, mà phải dựa theo cái quy định, dựa theo cái quy định cõng con. Thành ra đó, nó sẵn sàng, chị Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh, chị đã sử dụng cái quyền tự do ngôn luận. Nó đem cái quyền tự do ngôn luận đó, nó nói là chị tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cái đó là hành động gọi là mang rợ. Nó không hoàn toàn, nó không có tuân theo bản hiến pháp. Bản hiến pháp cho con người ta có quyền tự do ngôn luận. Mà tự do ngôn luận mà đối với những cái cơ sở của nhà nước đó là nó thuộc về public rồi. Nó là công cộng rồi. Chính quyền là công cộng rồi. Người dân có quyền quyền chửi chính quyền. Và thưa quý anh chị em ở bên Mỹ này đó, khi mà người dân đó nhìn ra những cái điều sai trái của chính quyền, thì nói thật, chính quyền phải cảm ơn người dân, khen thưởng người dân. Giống như bà Rosa Parks ấy. Quý anh chị em nhớ bà Rosa Parks, bà Mỹ Đen không? Theo cái luật pháp mà thời đó, đó, người Mỹ Đen phải nhường cái ghế cho người Mỹ Trắng. Luật pháp nó bất công như vậy. Và thế rằng là bà Mỹ Trắng, bà Mỹ Đen bà không nhường, bà đi sai luật bà không nhường. Mà rốt cuộc đó đưa ra quan tòa xử là bà này bà đúng, phải thay đổi luật pháp. Luật pháp là phải công bằng. Luật pháp là phải đối xử công bằng giữa con người với con người, không có phân biệt màu da, chủng tộc. Và thế là bà Mỹ Đen, bà Rosa Parks này, bà trở thành một người anh hùng của nước Mỹ. Và có cái ngày sinh nhật của bà được đưa lên cho toàn quốc để mà khen tặng của bà Rosa Parks này. Thành ra đó, ở mà cái quốc gia mà dân chủ đó, họ họ rất là
cần những cái người mà chỉ trích họ. Nhờ có cái sự chỉ trích đó mà nước Mỹ nó tiến bộ vượt bậc luôn, nó tiến bộ trong tất cả mọi lĩnh vực. Người dân cứ tiếp tục chỉ trích nước Mỹ là nước Mỹ rất là vui vẻ. Và nếu mà anh chỉ trích đúng thì tôi thay đổi, còn anh không chỉ trích thì đúng thì cũng anh đâu có tội gì đó, phải không? Ở đây đó, bây giờ chúng ta nói đó, đó là điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước, là chúng ta dạch ra là chúng ta thấy sai lầm rồi. Chị mẹ Nắm là vô tội hoàn toàn và cần phải được tuyên dương là một người anh hùng nữa. Rồi còn biết bao nhiêu người bị bắt về cái tội 258 nữa. Cái tội 258 đó, cái điều luật 258 nó cũng là lưu manh như vậy. Cái điều luật 258 quý anh chị em vào thử coi, nó nói là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trong khi nước Mỹ này đó, đối với luật pháp nước Mỹ đó, anh có thể anh lợi dụng quyền gọi là tối đa cái luật pháp nào cho phép anh cái lợi dụng cái quyền đó, nó cho phép anh làm cái gì thì anh làm cái đó thôi. Thì người ta có cái quyền lợi dụng chứ, luật pháp người ta cho mà mình đừng có đi mà sai luật pháp thôi. Còn luật pháp cho phép mình thì mình làm đấy. Rồi điều 79 cũng vậy nữa. Sẵn đây TV nói cái điều 79 đó, điều 79 nói rằng là cái phạm vào cái tội gọi là lật đổ chính quyền nhân dân. Ở Mỹ nó không bao giờ nó xét cái nó xét theo cái miệng của mình đó. Thí dụ bây giờ cái miệng tôi nói là tôi lật đổ chính quyền nhân dân đi, nó không bao giờ nó xét hết đó. Nó phải có cái chứng minh được, nó chứng minh được TV 256 có cái hành vi để mà có khả năng để mà lật đổ cái chính quyền thì nó mới buộc tội được thôi. Nó rõ ràng, luật pháp nó rõ ràng như vậy đó, chứ không phải tự nhiên TV vỗ nhược rồi TV nói tao muốn lật đổ chính quyền nhân dân đi, nó cũng không xét nữa đó. Nó đâu có gì mà chứng minh mà TV lật đổ được cái ý tưởng của TV là cái quyền gọi là tư tưởng của TV rồi. Thành ra đó, cái ông quan tòa đó, ông khó lắm. Ông nói là ít ra là TV cũng phải có súng, đúng không? Ít ra là TV cũng phải ám sát ngay cái thằng tổng thống. Thành ra muốn lật đổ thì nó mới buộc tội được, chứ không phải tự nhiên rồi nói là TV không có súng, không có gì, có tiếng nói không, rồi nói lật đổ chính quyền nhân dân. Nói chuyện chỉ là làm trò cười. Cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này nó chỉ làm trò cười cho tất cả thế giới. Cái luật pháp nó rất là hề, mà nó khổ một cái đó, cả cái nước này đó, nó không biết là nó đang làm trò hề cho cả thế giới. Cái luật pháp nó rất là thô bỉ mà nó bắt hàng ngàn người như vậy rồi vẫn tiếp tục nó thô bỉ. Nó tiếp tục nó không coi cả thế giới ra như thế nào hết đó. Mà cả thế giới người ta đã lên án biết bao nhiêu lần rồi chứ không phải một lần. Người ta lên án rất là nhiều lần bao nhiêu cái hành xử mà thô bỉ như vậy. Đại khái là TV muốn chia sẻ những cái điểm đó, không tự do tôn giáo, tự do này nọ, rồi TV nói về cái luật pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nó làm sai trái như vậy. Thì bây giờ bước qua về cái vấn đề mà đề tài là dân chủ. Dạ, chào bạn Bùi Ngọc Yến mới tham gia với diễn đàn nha. Thì khi mà qua bên Mỹ này á, thì TV mới thu lượm được rất là nhiều cái khái niệm về cái dân chủ.
về những cái yếu tố để mà kết tạo thành một cái nền tảng dân chủ, thì TV có thể chia sẻ, có thể quý anh chị em, nếu mà tại vì cái diễn đàn nó không có mà sôi động ấy. Chứ mỗi người người ta có thể người ta nói ra, người ta nhắc nhở TV được có những cái yếu tố nào để tạo nên một cái nền dân chủ, thì có thể nhờ những cái điều mà mình có thể mình học được đó, mình học được những cái yếu tố đó, đó để mình sử dụng cho cái quê hương sau này của mình. Cái yếu tố đầu tiên đó thì TV muốn chia sẻ, đó là khi mà mình nói đến dân chủ, chào Davis Võ nha, mình nói đến dân chủ là mình phải nói đến yếu tố công bằng. Luật pháp là nó phải tạo ra cái sự công bằng bình đẳng. Mà luật pháp mà không có công bằng bình đẳng đó là không phải dân chủ. TV nói thí dụ điều 4 hiến pháp thôi. Điều 4 hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rằng là chỉ có một đảng Cộng sản là có được quyền lãnh đạo thôi. Nó tuyên bố thẳng trong cái điều 4 đó là đảng Cộng sản được quyền lãnh đạo đất nước. Thì chúng ta thấy đây là một cái điều không có công bằng. Rõ ràng là không công bằng. Tại vì nó đẩy tất cả cái đảng phái khác không có được quyền lãnh đạo đất nước. Thí dụ đảng Việt Tân, đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội, nhiều đảng ấy. Thành ra nó khẳng định điều 4 hiến pháp cầm quyền, đó là khi mà luật pháp mà không có công bằng là luật pháp đó vứt và sọt rác. Nó vứt và sọt rác, nó tạo cho cả cái đất nước loạn lên đó. Chính vì cái điều 4 nó làm loạn đất nước, người ta không thể chấp nhận được một cái sự mà không công bằng như vậy. Mà đã không công bằng mà còn lại ngồi xổm lên luật pháp, khổ vậy đó. Không bao giờ mà chúng ta thấy một cái hiến pháp mà có cái tên của một cái đảng mà nằm trong cái hiến pháp. Tại vì trong quá khứ nhiều cái đảng nó cứ thay đổi tên, nó giống như một cái company vậy đó. Nó cứ đổi tên này, đổi tên nọ, đổi tên A, đổi tên B. Chẳng lẽ bây giờ đảng Cộng sản mai mốt đổi tên thành đảng Lao động, mà trong cái quá khứ là đảng Cộng sản đã từng đổi thành đảng Lao động rồi. Mà chẳng lẽ bây giờ cả đảng Cộng sản đổi lên đảng Lao động rồi bắt cái hiến pháp phải đổi theo sao? Khi mà bắt hiến pháp phải đổi theo như vậy là cái luật pháp đó cà chớn rồi. Luật pháp đó là nó tạo cái điều kiện cho đảng Cộng sản ngồi xổm lên luật pháp. Thành ra nó không phải là luật pháp, nó là hiến pháp. Nó là hiến pháp, nó hãm hiếp cái luật pháp chứ nó không phải là hiến pháp. Sự thật là như vậy. Rất là đau lòng chứ phải không thưa quý anh chị em. Thì bây giờ đó, hồi nãy TV nói, mình mới nói về là vấn đề là công bằng. Đó là cái yếu tố để tạo nên cái nền tảng dân chủ. Yếu tố thứ hai đó là người dân bầu ra người đại diện cho mình. Phải không? Khi mà mình nói đến chế độ dân chủ thì mình biết là người dân có cái quyền bỏ phiếu để mà bầu ra người đại diện cho mình. Là bên Mỹ á, thì đại khái là người dân có quyền bầu ra một cái người là dân biểu, gọi là representative, rồi một người là nghị sĩ, thượng nghị sĩ, là senator. Đại khái một tiểu bang á, thì có hai người senator. Nước Mỹ này đó có 50 tiểu bang, thì đại khái chúng ta có 100 người thượng nghị sĩ. Và cái số mà dân biểu á, nước Mỹ á, thì đại khái nó có 435 người dân biểu, thì nó tùy theo tiểu bang. Tiểu bang là đông dân thì nó có nhiều dân biểu thôi. Thì đại khái nước Mỹ là như vậy thôi. Thành ra khi mà bầu tổng thống đó là anh phải có quá bán cái số đó là anh được thôi. Quá bán cái số mà 435 cộng với 100 đó là 535,
535 mà chia 2 ra, anh quá bán là anh trở thành tổng thống thôi. Bầu cử tổng thống rất là dễ dàng. Dạ, chào bạn Thu Nguyễn đã tham gia với diễn đàn. Công bằng, rồi bầu cử, rồi phải có cạnh tranh. Quý anh chị em phải nhớ cái điều cạnh tranh. Cái thằng Việt Cộng là cái thằng gọi là nó làm những cái trò rất là thô bỉ. Thí dụ qua cái việc mà bầu cử mà đại biểu quốc hội vừa rồi đó, chúng ta thấy không, nó hoàn toàn thiếu cái yếu tố cạnh tranh. Cái cạnh tranh đó là cái người mà sắp sửa ra, người mà đang ra ứng cử đó, thì người ta phải vận động quần chúng, người ta phải nói cho thật hay. Phải, chúng ta khi mà tôi đắc cử vào cái đại biểu quốc hội thì trong cái tương lai mà tôi sẽ làm cái gì, tôi sẽ làm điều tốt đẹp này, điều tốt đẹp nọ. Rồi mỗi người mà đứng cử đại biểu thì phải vận động cho cái cuộc bầu cử của mình chứ. Nó thiếu, hoàn toàn thiếu cái yếu tố cạnh tranh. Thì chúng ta biết rõ ràng đây là cái sự bịp bợm. Bầu cử đại biểu quốc hội chỉ là bịp bợm, tất cả là người của đảng không à. Nó nói là 99% 98% là người của đảng. Nó chỉ đưa ra 2-3 móng rồi coi như là người là ngoài đảng thôi. Cái đó là sai, sai trái rồi. Cái bầu cử đại biểu quốc hội của Việt Cộng là như vậy. Nó không phải là theo chú TV26 Hồ Chí Minh biết sự dối trá và tệ hại của chủ nghĩa cộng sản khi đem nó vào Việt Nam không? Chà, cái câu hỏi này cũng khó dữ rồi nè. Nó thuộc về trong cái đầu óc của Hồ Chí Minh, TV cũng khó mà biết được nữa. Nhưng mà chút xíu nữa TV có thì giờ TV sẽ để ý đến cái câu hỏi đặc biệt này của David Võ nha. Tại vì hiện tại TV muốn mình đi vào cái đề tài đó là tự do và dân chủ. Chút xíu nữa hết cái phần đó rồi TV sẽ trả lời cái phần sàng sao nha. Rồi thì thêm một cái yếu tố nữa là cạnh tranh, thấy không? Nếu mà một quốc gia mà không có cái sự cạnh tranh là chúng ta biết rằng là nước này là không phải dân chủ. Nó thiếu cái cạnh tranh là không phải dân chủ được. Nó thiếu công bằng cũng không thể dân chủ được. Mà nó không có cử người đại diện mà cũng không được nữa. Rồi nó phải tôn trọng cái chính kiến khác biệt. Đó là điểm quan trọng. Tại vì đó, mỗi cái đảng nó sành sử khác với nhau hết đó. Đảng Dân Chủ khác, rồi đảng Cộng Hòa khác, nó có cái những cái đường lối rồi là khác biệt với nhau. Thì nó phải tôn trọng nhau. Chứ nó không bao giờ bắt là anh phải làm theo cái đường lối tôi được. Thì nó phải tôn trọng những cái chính kiến khác biệt. Trong khi cái thằng Cộng sản đó, nó chưa bao giờ nó tôn trọng chính kiến khác biệt. Hãy mà ai mà chính kiến khác biệt nói là nó bắt à. Nó bắt tội trọng chính kiến không à. Mà nó hơn là tội phạm hình sự hết, giảm em không? Nó thô bỉ không? Nó tưởng đâu là cả thế giới không biết. Nó bắt mẹ nắm về cái hành xử chính trị. Mẹ nắm có quyền lên tiếng, có cái quyền tư tưởng khác. Mẹ nắm có cái quyền gọi là có cái tư tưởng là muốn thua Phật Bô Sa, có cái tư tưởng muốn biểu tình chống Phật Bô Sa. Đó là quyền tự do chính kiến của mẹ nắm. Không có thể nào mà bắt mẹ nắm mà phải đi theo cái đường lối của đảng được, đi theo cái đường lối của nhà nước được. Thì đó là những cái hành xử rất là vô văn hóa, những cái hành xử đó vi phạm vào luật pháp, vi phạm vào quyền tự do ngôn luận của bà chị mẹ nắm. Thành ra mình phải nhớ là như vậy đó. Cái quyền tự do này là tôn trọng chính kiến khác biệt, nó quan trọng lắm. Cái đảng Việt Tân thí dụ, người ta có cái chính kiến của người ta,
người ta cần cái phải thay đổi cái con người. Thí dụ mà đảng cộng sản mà có cái chính kiến của đảng cộng sản thì cứ hành xử theo mình đi, chứ tại sao mình bắt người ta phải 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 có chính kiến giống như mình. Thành ra khổ một cái đó là thằng cộng sản luôn luôn là độc tài, nó không có bắt, nó không có bao giờ nó chấp nhận những cái chính kiến khác biệt, mà nó cứ gọi là những cái chính kiến khác biệt đó đó là vi phạm vào cái vi phạm vào những cái điều tội ác thôi, chứ nó không phải là chính kiến khác biệt, nó luôn lăn chỗ đó. Thành ra rất là đau thương cho những người yêu nước, những người yêu nước như là chị mẹ Nắm, những người đấu tranh cho cái quyền tự do, quyền bình đẳng. Tất cả mọi người đều trong tù đều phải đau khổ như vậy, tại vì họ đó là những người yêu nước, yêu quê hương thật sự, họ mới đấu tranh, họ mới dấn thân như vậy, chứ họ không phải là những cái người tù tội mà thường phạm như vậy. Quý chị em nên nhớ như vậy. Rồi muốn nói về cái vấn đề mà hệ thống mà dân chủ như vậy đó thì phải cần phải có đa đảng, cái đó là điều bắt buộc luôn, thưa quý anh chị em. Mà điều rõ ràng mà chúng ta thấy nhất, khi mà thấy bất cứ một cái chế độ nào mà không có đa đảng thì mình nói đây là chắc chắn không phải là chế độ dân chủ. Một chế độ dân chủ phải có cái yếu tố đa đảng, mình phải khẳng định như vậy. Cái dân chủ là nói vậy đó, cái ý nghĩa của dân chủ là phải gì đó, ý nghĩa là chấp nhận bất đồng chính kiến, chấp nhận đa đảng, chấp nhận có cái sự hiện diện của các đảng phái chính trị khác để mà lo chung với việc nước. Bên Mỹ nó thể hiện đó, mà tôi thấy rõ ràng nó có đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, đảng Cải Cách gì tùm lum, ngay cả đảng Cộng sản nó cũng có luôn, ngay cả đảng Cộng sản nó cũng có bên Mỹ. Rồi chúng ta biết rằng là khi mà nói đến cái nền tảng dân chủ là chúng ta hiểu là đa số thắng thiểu số, phải không? Đa số thắng thiểu số, nhưng mà nó phải dựa theo luật chứ, nó dựa theo luật đó, mà dựa theo cuộc chơi là trước tiên chứ không phải là hễ mà người ta bầu cho mình đa số là mình được thắng đâu nè. Thành ra mình phải dựa theo luật chơi trước, giống như luật chơi mà bầu tổng thống Mỹ này nè, bà tranh bả nhiều phiếu hơn tổng thống Donald Trump, nhưng mà rốt cuộc Donald Trump làm tổng thống đúng không? Nó có những cái nó lạ lùng như vậy. Donald Trump thì thắng, nó gọi là phiếu đại cử tri. Có thể mình nói về vấn đề này thì nó hơi khó cho quý anh chị em ở trong nước. Đến một lúc nào đó thì tự nhiên quý anh chị em biết thôi. Còn cái số mà popular vote mà bà Clinton bà thắng, mà rốt cuộc bà đâu có thắng làm tổng thống được. Tại vì cái luật chơi của nó, cái luật chơi đó là anh phải thắng cái số phiếu đại cử tri thì anh mới thắng được tổng thống. Thì ông Donald Trump không thắng theo cái luật chơi thì không thắng. Chào Nguyễn Dũng nha. Rồi bây giờ đến một cái yếu tố quan trọng nhất mà TV muốn chia sẻ với quý anh chị em, là cái yếu tố gọi là tam quyền phân lập trong một cái thể chế mà dân chủ, dựa theo nền tảng dân chủ là cái quốc gia đó phải có tam quyền phân lập. Tam quyền phân lập thì hồi nãy TV nói sơ về cái bản khế ước thì có ba ngành: lập pháp, tư pháp, hành pháp. Thì ba cái quyền đó nó độc lập với nhau, và không có cái quyền nào mà có thể lấn áp cái quyền kia hết. Cái system của hệ thống Mỹ đó là nó không có cho một cái quyền nào mà
mà áp đặt vô cái quyền của cái lập pháp, mà áp đặt lên hành pháp cũng không được, mà tư pháp áp đặt lên hành pháp hoặc là lập pháp cũng không được. Nó giới hạn quyền lực hết á. Nó giới hạn quyền lực hết á. Cũng như tổng thống đó, tổng thống đó, ông tổng thống Donald Trump đó nè, ông không có quyền gọi là declare war đâu. Declare war chiến tranh với thế rồi chiến tranh với Bắc Hàn đó nha. Cái quyền mà tuyên chiến là quyền của quốc hội nha, chứ không phải là quyền của tổng thống. Nhưng mà ông Trump á, ông vẫn có quyền, ông có quyền, ông là nó gọi là commander in chief, là một cái người gọi là tổng tổng tư lệnh á, là có thể đem quân ra đánh Bắc Hàn được. Ông có quyền, nhưng mà không phải là ông đi ra chiến tranh. Thành ra chúng ta nhớ đó, thành ra ông có quyền, ông dội bom Syria đó, nhớ không? Ông bắn rồi là Tomahawk, rồi ông đã bắn qua Syria quá sức quá sức trời, nhưng mà đó là ông có quyền của ông. Nhưng mà ông không phải là ông đi ra war. Ông có quyền sử dụng quân đội và vũ khí. Cái quyền tổng thống nó lớn lắm đó. Thì khi mà người hành pháp lập pháp đó, thì đưa ra những cái luật cho ổng, rồi ổng ký, ổng ký, ổng có quyền phủ quyết nha. Ổng nói ừ, cái này luật này dở quá, tôi không có đồng ý, phải chịu thôi. Nhưng mà chúng ta thấy đó là cái người mà bên lập pháp đó, họ đưa ra luật, họ nói bây giờ cái luật này nó quá đúng luôn, bây giờ họ phản đối tổng thống, thấy không? Họ dùng 2/3 số phiếu áp đảo tổng thống, rồi là 2/3 dân biểu quốc hội rồi là đồng ý hết, thì bắt buộc tổng thống phải ký, thấy không? Chúng ta thấy nó balance cái quyền lực, nó làm cho cái quyền lực mình không có phải rằng là mình muốn toàn quyền mình quyết định. Cái hay của hệ thống của Mỹ nó vậy. Cái người mà thành ra đó, tổng thống phải chịu lép vế với bên mà lập pháp đủ 2/3 túc số rồi là bắt thằng tổng thống phải ký là phải ký. Đó. Rồi còn ông mà tư pháp á, ông tư pháp thì nó có gọi là tối cao pháp viện đó, thì nó có 9 ông. Nó 9 ông gọi là mình trả tiền suốt đời luôn. Đến khi ông chết thôi, chết rồi mới cử người khác để thay thế thôi. Đó. 9 ông gọi là nằm ở trong tối cao pháp viện đó, mà 9 ông đó là để xem xét lại cái luật pháp nó có hợp lý hay không, nó có đúng hay không. Nó coi cái người mà lập pháp đó, cái cắt nghĩa, chính ông nó cắt nghĩa cho cái luật pháp. Đúng không? Cắt nghĩa cái luật pháp này nó đúng hay sai thì là cắt nghĩa. Thì chẳng hạn cái quyền mà tự do ngôn luận đó là quyền nó nằm ở trong tư chánh án thứ nhất đó. Thì mình muốn chia sẻ đó là khi mà người dân đó họ giận đó, họ đốt cái lá cờ Mỹ, thì những người đó có thể là bị bắt, thì những người luật sư họ cãi lại, họ nói là cái này là họ người dân có quyền tự do ngôn luận, nó nằm ở trong tư chánh án thứ nhất là nó có quyền đốt cờ. Nó tại vì đốt cờ nó nói lên cái sự suy nghĩ của nó, là quyền tự do của nó. Thì rốt cuộc ai mà cắt nghĩa luật đây?
thì phải nhờ cái chính ông đó, cái chính ông đó ổng xem xét những cái bộ luật có vi phạm hiến pháp hay không, nó có hợp hiến hay không, thế là mấy ông quyết định là cho đốt cờ. Hay nước Mỹ hay lắm, thế là cho đốt cờ thoải mái, người ta có quyền tự do ngôn luận mà, người ta có quyền đốt cờ, ta giận quá ta đốt cờ không sao. Thành ra cái luật pháp nó bài lăng xí nhau, hiểu không? Nó không phải là giống như người cộng sản. Người cộng sản bây giờ đó, hành pháp anh cũng là người của cộng sản, anh cũng là đảng viên cộng sản, hiểu không? Làm công an mà sĩ quan rồi là đảng của cộng sản không à, rồi chủ tịch nước cũng đảng cộng sản, rồi thủ tướng cũng đảng cộng sản, rồi anh chánh án tòa án cũng đảng cộng sản luôn, rồi anh nằm trong quốc hội cũng là đảng cộng sản luôn, ba ngành tất cả là đều đảng cộng sản đó. Vì là anh chơi biệt vậy. Sự thật cái chế độ của anh mà ba tam cái quyền đó như vậy đó, nó không phải gọi là chế độ dân chủ được. Mà lúc nào đó người cộng sản cũng tự vỗ ngực mình là cái quốc gia này là dân chủ nhất, dân chủ nhất, nhưng mà dân chủ biệt, dân chủ gì kỳ, dân chủ mà tam quyền gọi là không có quyền lực, người dân không có quyền lực gì hết, toàn là mấy ông trong đảng chơi không à. Mấy ông trong đảng rồi đặt luật ra, rồi bởi vì người ta nói là tòa án mấy ông bỏ túi ấy. Cái ông chánh án ông bỏ cái bản án để trong túi rồi, rồi cãi cho đã rồi đưa ra đọc thôi. Mà cái điều thô bỉ nhất đó là trong cái ngành mà tòa án mà TV muốn chỉ ra cho quý anh chị em thấy đó, là cái điều rất là thô bỉ là giam giữ người ta rất là lâu, lâu kinh hoàng luôn. Giống như chị bị mẹ nấm bị giam giữ gần cả trên một năm trời, phải không? Luật pháp Mỹ không có cho phép như vậy. Luật pháp Mỹ, thí dụ mà mình cảm thấy mình có tội á, mình người ta nói là mình có tội á, thì người ta đưa ra cái tiền bao. Những người mà chánh án họ có quyền họ đưa ra cái tiền bao. Cũng như bây giờ chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt như vậy, thì cái ông chánh án ông đưa ra cái tiền bao là $1,000, thì chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có được quyền đóng cái tiền bao $1,000 rồi ở ngoài, chứ không phải ở trong tù. Mà cái luật pháp mà bắt người ta ở trong tù như vậy đó, rồi TV256 chỉ hỏi mấy cái quan tòa như vậy, vậy rồi khi mà đã nói rằng là người ta đó chưa có cái quyết định, chưa có cái bản án của quan tòa, thì người ta hoàn toàn vô tội. Mà bây giờ nếu mà những cái quan tòa đã xử người ta trắng án thì sao? Mấy anh chị chịu ở tù thay thế cho chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay không? Một năm trời nếu mà chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được trắng án, ai phải trả gọi là ở tù thay cho chị đây? Một con người người ta có quyền gọi là luật sư mà cãi mà hay có thể đưa cái vấn đề trắng án chứ. Mà trắng án là bây giờ chị đã ở một năm mấy tù rồi, rồi làm sao mà vậy là trong suốt cái cuộc đời của mấy ông chánh án chưa bao giờ mấy ông xử được một người vô tội hả? Có người vô tội chứ, có người người ta hiểu lầm, có điều mà người ta cắt mỉa sai luật thì người đó trở thành vô tội chứ. Bên Mỹ thiếu gì người chánh án đâu, thiếu gì người chánh án. Mà mấy anh bắt giam người ta cả năm trời như vậy là mấy cái anh gọi là nó là vô luật pháp. Một cái chế độ như vậy là rất là vô luật pháp, mà lạm dụng quyền hành để mà tiếp tục giam, đến nỗi anh Nguyễn Văn Đài tới giờ này cũng chưa xử nữa.
mấy anh hành xử như vậy đó, làm sao mà người dân tin vào các anh được? Làm sao cả thế giới người ta cười vào mặt các anh chánh đáng, người ta cười vào mặt cái chế độ xã hội chủ nghĩa này? Chỉ biết nói thật đó, đừng có tưởng là cả thế giới không biết đâu. Các anh làm những chuyện rất là tồi bại đối với dân và đối cả toàn thế giới luôn. Nó đồi bại vô cùng luôn, đúng không? Bởi vì cái chế độ của các anh đó là chỉ có phải bị sụp đổ thôi, chứ không có còn thay thế gì nữa được hết á. Cái chế độ mà nó quá tàn ác với người dân như vậy, nó đối xử với người dân gọi là coi những người bất đồng chính phi chi kiến là những người tội phạm, không có được đâu các anh à. Thì đó, TV muốn chia sẻ vấn đề là tam quyền phân lập, là phải phân lập thật sự thì mới hội đủ cái điều kiện để trở thành một quốc gia dân chủ. Một quốc gia dân chủ gồm có nhiều cái điều kiện như vậy. Nó 6-7 cái điều kiện gì nãy mà TV mới nhớ ra là TV nói cho quý anh chị em. Phải tôn trọng cái quyền tự do của người dân, sử dụng cái chính sách hộ khẩu đó là quyền xâm phạm rồi đó, xâm phạm tự do của người dân rồi đó, đúng không? Người dân có thể người ở bất cứ quốc gia nào, ở bất cứ nơi nào ở trên lãnh thổ của đất nước mình mà không cần phải xin phép. Các anh áp dụng cái chính sách hộ khẩu là các anh đã vi phạm vào cái quyền con người rồi đó, đúng không? Mà các anh vi phạm vào quyền con người, mà các anh vi phạm luôn cả bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ở điều mà 13 đó, điều 13.1 đó. Các anh coi lại điều 13.1 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đi, thì các anh biết các anh đang vi phạm, đúng không? Nếu mà các anh vẫn tiếp tục gọi là áp dụng cái chính sách mà hộ khẩu đó, cái chính sách hộ khẩu là chính sách mà giả mang lắm. Nói một cách, anh mà mang cái chính sách mà loa phường đó, cái loa phường đó để mà bắt buộc người dân phải nghe, là các anh vi phạm vào quyền con người rồi đó, đúng không? Vi phạm rất là trầm trọng, muốn nhiều điều các anh vi phạm lắm. Các anh phải để ý như thế này. Nước Mỹ đó, mà TV đã từng trải qua là 39 năm rồi, 38 năm rồi sống ở nước Mỹ rồi. TV 256 chưa từng thấy một cái bản quảng cáo nào về đề cao nhà nước Mỹ. Chưa thấy một cái biểu ngữ đó, biểu ngữ mà dân lại là nó thiệt, TV thấy nó rất là nhục nhã khi mà về đất nước, về thăm quê hương Việt Nam của mình mà tôi đi thấy hàng ngàn hàng triệu cái biểu ngữ nó dâng đầy khắp phố phường đó. Rồi biểu ngữ là panel, rồi hình ảnh trùm lum tà lá mừng đảng mừng xuân, rồi công an còn đảng còn mình. Tất cả những cái điều đó là những cái điều thô bỉ, những cái điều tuyên truyền dối trá, bịp bợm người dân. Người dân mới sanh ra đó, nó là chỉ là đứa là con nít thôi. Nó mới sanh ra có 5-3 tuổi à, 3-5 tuổi các anh đã nhồi sọ là phải yêu mến Bác Hồ rồi. Nó dồi sọ vào những đứa trẻ như vậy là đó là những hành vi tội ác. Hành vi tội ác mà cả thế giới người ta lên án các anh ơi. Không làm được như vậy đâu. Một dồi sọ vào một cái tên gọi là đồ tể giết người nữa chứ. Một cái tên đồ tể giết người là đã mà thực thi cái cải cách ruộng đất mà giết hàng trăm ngàn người như vậy. Đúng rồi đó bạn Nguyễn Thứ Đinh,
sẽ không có tam quyền phân lập khi đảng vẫn còn nắm quyền lãnh đạo. Các anh phải từ bỏ những cái điều đó. Các anh phải hiểu dân chủ là như thế nào. Bữa nay TV nói về cái đề tài dân chủ để mấy anh biết rằng là có nhiều cái yếu tố dân chủ mà các anh cần phải gọi là thực thi thì đất nước mới là dân chủ thật sự. Cái yếu tố là quan trọng nhất là đa đảng, tam quyền phân lập. Hai cái điều đó ráng thực thi đi thì mới hy vọng người ta gọi là một cái đất nước dân chủ được. Chứ không phải các anh cứ bầu cử rồi mà các anh nói là bầu cử là có cái đất nước dân chủ, không phải là như vậy đâu. Bầu cử mà anh không có cạnh tranh, thiếu cái yếu tố cạnh tranh là cũng không phải là nền tảng dân chủ nữa. Dạ. TV nghĩ rằng là Hồ Chí Minh là biết đó. TV muốn trả lời cho bạn David bỏ. Bây giờ TV qua cái đề tài khác rồi. TV đã nói về cái vấn đề mà tự do với dân chủ rồi, thì bây giờ TV muốn trả lời cái bài cái câu hỏi của anh David Võ là Hồ Chí Minh biết sự dối trá và tệ hại của chủ nghĩa cộng sản khi mà đem vào Việt Nam chứ. Hồ Chí Minh biết chứ làm sao mà không biết được. Nó đơn giản đó là Hồ Chí Minh nó là một cái tên gián điệp tàu. Mà cái tên gián điệp tàu thì nó rất là hận thù với cái đất nước Việt Nam mình. Một tên gián điệp tàu làm sao mà nó không hận thù được. Nó hận thù rồi nó mới làm tệ hại như vậy đó. Nó muốn tiêu diệt hết mà. Nó muốn tiêu diệt hết những cái thành phần trí thức của mình. Mà TV đã nói nhiều về vấn đề đó rồi. Trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận rễ. Nó tiêu diệt hết tất cả những thành phần yêu nước. Tại vì nó là người tàu thôi. Còn lúc mà ông Nguyễn Ái Quốc đó mà ông thành lập cái đảng Cộng sản đó, thì cái đó nó thuộc về trong cái đầu óc của ông Nguyễn Ái Quốc đó. Ông không biết là nó như thế nào, thành ra mình cũng không biết được thôi. Nó cũng không có mất mấy năm nữa. Khi mà ông thành lập Đảng Cộng sản năm 1930 thì năm 1933 thì ông đã chết rồi. Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi. Thì từ sau đó thì mới có cái Hồ Chí Minh thôi. Mà Hồ Chí Minh thì tàn ác cái dân tộc mình thì mình biết rằng là ổng là một người tàu rồi, một tên gián điệp tàu, thành ra nhưng hành xử những điều rất là độc ác đối với dân tộc của mình. Dạ, TV thấy cũng tạm đủ rồi thưa quý anh chị em, bây giờ cũng 1:13 rồi. Cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe nha. Rồi xin TV xin mến chào quý anh chị em ha.